Tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Today we will have the meditation session as like before. Hôm nay chúng ta sẽ lại có một buổi thiền giống như buổi hôm trước. And what will we do is that the first session I will review the part of the meditation what we did the last session. Hôm nay thì trước khi bắt đầu buổi thiền, tôi sẽ tóm tắt lại những bước thực hành mà tôi đã hướng dẫn trong những buổi ngày hôm trước. So what will we do is that today as the same as our last sitting position, you should keep your back straight upright, shoulder straight upright. Đầu tiên nói về tư thế ngồi khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta nên giữ cho lưng mình được thẳng và vai mình cũng nên giữ thẳng. And when you are sitting on the chair, you don't have to sit the cross leg. But most important thing is that you have to keep your back straight upright and the shoulder straight, then look straight forward. Khi chúng ta ngồi trên ghế để mình thực hành thiền thì không cần phải ngồi xếp bằng hoặc là bắt chéo chân. Nhưng mà điều quan trọng là mình nên ngồi thẳng, cần phải giữ cho lưng thẳng và vai cũng nên để thẳng, đầu thì nhìn thẳng về hướng phía trước. While looking straight above, then close your eye and inhale the breath. Exhale the breath very slowly and deeply. While you're inhaling the breath, while you're exhaling the breath, you have to focus on your breath. Inhale, exhale. Sau khi chúng ta đã giữ cho tư thế ngồi được đúng rồi, thì khi đó chúng ta hãy nhắm mắt lại và hít vào và thở ra, hít vào thật sâu và chậm rãi, thở ra thật chậm rãi. Trong lúc hít vào và thở ra như vậy thì chúng ta hãy đặt tâm mình tập trung vào hơi thở. So while you inhale or exhale, today what you have to do is when you inhale the breath, think that the all positive energy, positive qualities, all is going inside of your body. When you exhale the breathing, you are letting out all your negative emotions, letting out all your stress, letting out all the negative energy which are inside of your body. Just visualize that you are letting it out. Và đặc biệt trong ngày hôm nay khi chúng ta hít vào và thở ra như vậy thì chúng ta hãy nghĩ thêm một điều rằng khi mà mình hít vào thì mình hít vào tất cả những năng lượng tích cực, những cái sự lạc quan vân vân, những cái điều tích cực đó mình hít vào trong cơ thể mình, và khi mình thở ra thì mình hãy nghĩ rằng tất cả mọi căng thẳng, mọi lo âu, tất cả mọi năng lượng tiêu cực, mọi năng lượng xấu sẽ đi ra khỏi cơ thể chúng ta qua cái hơi thở như vậy. So now close your eye and while you are inhaling the breath, think that now you are inhale taking the all the positive energy and the positive qualities form of the white light which enters into your nostril and enters in your body. When you are exhaling the breath, you just visualize and think that now you are letting out all your negative emotions, stress and the worry and the negative energy, all you are letting out. Và khi mà mình hít vào thì mình hãy nghĩ rằng tất cả mọi năng lượng tích cực, tất cả mọi năng lượng tốt và tất cả mọi những gì điều gì là tốt sẽ qua cái hơi thở. Bây giờ cái hơi thở đó mình sẽ hít vào một cái luồng ánh sáng màu trắng. Thì mình nghĩ là luồng ánh sáng màu trắng nó mang tất cả những gì tích cực sẽ đi vào trong cơ thể của mình, sẽ giúp cho cơ thể của mình được tốt hơn. Và khi mình thở ra thì hãy nghĩ rằng tất cả mọi
buồn phiền, mọi bực dọc trong tâm mình và tất cả mọi năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực sẽ đi ra khỏi cơ thể của mình qua cái hơi thở đó. So before that, maybe I will show you the body position. You can just look at me, just back upright, and the shoulder keep very straight, look straight forward. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi thực hành thiền ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn lại tư thế ngồi. Các bạn có thể nhìn thấy tôi đang ngồi. Thì với tư thế ngồi thẳng lưng và vai phải giữ thẳng. So, okay. Now what will we do is that we will meditate a few minutes. Well, Và bây giờ as I mentioned before, when inhale or exhale, the breathe deeply and slowly. Whenever you inhaling the breath, think that all the positive energy, positive qualities, form of the white light, which enters from your nostril and fill up all your body. When you exhale the breath, think that you are letting out all your negative energy, stress, all the negative emotions, all you are letting out. So you have to keep on the doing again and again. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi thẳng với tư thế đúng và mình sẽ thực hành thiền trong vòng vài phút. Khi thiền thì chúng ta hít vào và thở ra thật sâu và thật chậm rãi. Khi hít vào và thở ra như vậy, mình nghĩ rằng khi hít vào đó thì tất cả những năng lượng tích cực, những năng lượng tốt sẽ thông qua cái hơi thở đi vào trong cơ thể mình và tràn ngập hết toàn bộ cơ thể. Khi thở ra thì nghĩ rằng tất cả mọi buồn phiền, tất cả mọi những năng lượng tiêu cực, những năng lượng xấu sẽ đi ra khỏi cơ thể chúng ta qua luồng hơi thở. Chúng ta thực hành thiền như vậy trong vòng vài phút. Okay, now we will meditate. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thiền.
Now what you have to do is now only now few minutes we will meditate again. This time you just focus on your breath. Just focus on the breath when you're inhaling and the exhaling. Just only focus on the breath. Now this few minutes you don't have to visualize the white light coming in and you are letting your negative energy out. You don't have to visualize that. Only just focus on your breath, especially this your nose and the mouth part. Bây giờ chúng ta sẽ lại thiền trong vòng vài phút nữa, và với bài thực hành thiền bây giờ thì chúng ta chỉ tập trung vào hơi thở của mình thôi. Trong lúc mình hít vào và thở ra thì hãy tập trung vào hơi thở của mình, không cần phải nghĩ đến ánh sáng màu trắng đi vào trong cơ thể và đi ra, giống như là bài tập vừa rồi. Bài tập này thì chúng ta chỉ nghĩ đến hơi thở của mình, tập trung vào hơi thở của mình, đặc biệt là tập trung vào vùng mà mình hít vào và thở ra, ở vùng hai lỗ mũi và ở vùng miệng, thì chúng ta tập trung vào khu vực đó khi chúng ta hít vào và thở ra. So just only focus on your breath, but the breath which comes in center out. Only on the focus on the breath, especially on your nose and the mouth part. Just try to concentrate on that, focus on that. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành trong vòng vài phút và chỉ tập trung vào hơi thở của mình khi mình hít vào và thở ra, đặc biệt là ở vùng mũi và miệng, ở nơi mà chúng ta sẽ nhận và chúng ta để hơi thở ra, thì chúng ta tập trung vào khu vực đó. Okay, now we will meditate a few minutes on the breath, just only breath, what the breath, what you inhale and exhale. Và bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục thiền trong vòng vài phút và chỉ tập trung vào hơi thở của mình khi mà mình hít vào và thở ra.
So now what you have to do is that in this week, if you have free time, at least meditate on the breathing 5 minutes. That's the morning when you early morning when you woke up before going to office. Then 5 to 10 minutes you can meditate while in the office or while you're walking, and whenever you can meditate. When you meditate, you don't have to meditate 2 or 3 minutes. At least you can meditate 1 minute. At least you can meditate 30 seconds. That will be very fine. Trong tuần này chúng ta hãy thực hành thiền mỗi ngày và chúng ta cố gắng để giữ được tính liên tục. Mỗi buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy, trước khi đi làm thì hãy dành ra khoảng 5 phút để chúng ta thiền và tập trung vào hơi thở của mình. Và trong công ty, trong chỗ làm, khi chúng ta có thời gian rảnh thì hãy dành những thời gian rảnh đó để chúng ta thực hành thiền trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Và 5 đến 10 phút này không cần phải liên tục. Trong một lần chúng ta thiền thì không nhất thiết là mình phải thiền từ 2 đến 3 phút. Mình chỉ cần thiền khoảng 1 phút hoặc là 30 giây thôi cũng đủ. So when you have to overcome the stress, when you have to overcome the anxiety, that's you need a little bit of the change of the mindset. Because stress and anxiety is something that to overcome that, you need to change the mindset first. To changing the mindset, beginning step of the changing the mindset is that you have to learn the how to focus on the breath or focus on the one point. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mà chúng ta muốn vượt qua những cái cơn căng thẳng của mình, chúng ta muốn thoát khỏi những cơn căng thẳng, những cơn buồn phiền đó, thì mình cần phải thay đổi lối suy nghĩ của mình trước. Bằng cách thay đổi được lối suy nghĩ, thay đổi cách suy nghĩ thì mình sẽ thoát khỏi được những căng thẳng của mình. Nhưng mà để thay đổi được cách suy nghĩ đó thì đầu tiên chúng ta cần phải học cách mình tập trung vào một điểm, bằng cách tập trung vào một điểm hoặc là mình tập trung vào hơi thở. Đó là bước đầu để chúng ta có thể thực hành thay đổi được lối suy nghĩ, cách suy nghĩ của mình. 2 3 months back, I have launched the one book in Taiwan. The book name is How to Overcome the Stress Within the 14 Days. So the book became a bestseller in Taiwan. Khoảng 2-3 tháng trước thì tôi có phát hành một quyển sách ở Đài Loan với tựa đề là làm sao có thể vượt qua căng thẳng trong vòng 14 ngày. Và sau khi phát hành thì quyển sách đó đã trở thành quyển sách bán chạy nhất ở Đài Loan trong tháng phát hành. Some people told me that the book became the bestseller because the book title just saying that how to overcome the anxiety within the 14 days that attract the people with that name. So then the some people suggest me that Rinpoche, now you should write a one new book saying that how to become a Buddha in 10 days, who will again become a bestseller. Có người nói với tôi rằng bởi vì cái tựa đề quyển sách đó là thoát khỏi căng thẳng trong vòng 14 ngày, cái tựa đề đó rất là cuốn hút, khiến người ta tò mò, cho nên quyển sách đó đã trở thành quyển sách bán chạy là bởi vì cái tựa đề. Cho nên cũng có người nói với tôi rằng ồ Rinpoche, thầy hãy phát hành thêm một quyển sách với tựa đề rằng làm sao có thể thành Phật trong vòng 10 ngày, chắc chắn cũng sẽ trở thành quyển sách bán chạy ở Đài Loan. So sometimes when we do meditate or sometimes when you try to practice, sometimes we expect the immediate result, very fast result. Sometimes it may come, sometimes it might not come. So whenever you start to practice the meditation, trying learning to how to overcome the stress, first thing you have to learn the patience. Sometimes you need the patience. So that's why this type of the meditation, at least you have to keep the 3 4 weeks, then you will see the difference. It's not like that when you do the meditation for the 10 or 15 minutes, suddenly you don't expect that the big changes will come. It won't come.
If you carry on your feet, then slightly you will see that some changes. Slightly you will see that your mind is more started into relaxing. Khi mà chúng ta làm việc gì thì đôi lúc chúng ta cũng kỳ vọng rằng mình sẽ có kết quả nhanh tức thì. Thì đối với việc chúng ta thực hành thiền thì không thể nào mà chúng ta có được kết quả nhanh và thực thiện như vậy. Khi chúng ta thực hành thiền thì kết quả đó nó có thể đến sớm, cũng có thể là không đến sớm. Nhưng mà điều cốt yếu trong thực hành thiền là chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Cho nên chúng ta hãy cứ duy trì cái trình độ, cái khả năng thực hành thiền của mình trong vòng 3 đến 4 tuần và chúng ta liên tục thực hành thiền như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được những cái sự thay đổi nho nhỏ nó sẽ dần dần đến với mình trong khoảng thời gian 3 đến 4 tuần đó. Nếu như mà mình áp dụng thiền ở trong vòng 10 đến 15 phút mà mình nghĩ rằng sau 10-15 phút đó mình sẽ thay đổi tâm của mình một cách hoàn toàn thì điều đó không thể nào xảy ra được. Do đó chúng ta hãy liên tục thực hành trong vòng 3 đến 4 tuần và mình hãy giữ sự kiên nhẫn. Dần dần mình sẽ thấy những thay đổi nhỏ nó sẽ xuất hiện đối với mình và tâm mình lúc đó sẽ dần dần thư giãn được. The second point is that to overcoming the stress. Second point is that whenever you have the difficult time, whenever you have the face the challenges, whenever you have some problems, our mind always is ask the one thing: why me? Why it's happened to me? Điều thứ hai đối với những cái cơn căng thẳng trong tâm của mình đó là khi mà mình gặp một cái điều gì khó khăn hoặc là mình gặp thử thách hoặc là mình gặp một vấn đề nan giải nào đó thì điều đầu tiên mình sẽ đặt ra câu hỏi cho bản thân mình là tại sao những khó khăn này lại xảy ra cho tôi? So in your life when the good thing happens like in case if you win the $100,000 lottery, you will never ask yourself, why me? Why I win this lottery? You will ask yourself, why me? When something bad thing happens to you. Whenever the good thing happens, you never ask yourself, why me? Nhưng mà mặt khác trong cuộc sống của mình, khi mà có điều gì đó tốt đẹp xảy ra cho mình, thì khi đó mình, ví dụ như là mình thắng được một cái giải thưởng, một cái giải đặc biệt, một cái giải vé số trị giá là 100.000 đô la chẳng hạn. Khi đó mình sẽ chẳng bao giờ hỏi câu rằng tại sao tôi lại trúng số, mình sẽ chẳng hỏi câu đó. Nhưng mà khi mình gặp khó khăn, mình sẽ lại hỏi câu là tại sao tôi lại gặp khó khăn. So the second step is in this week, whenever challenges, difficulties, problems comes in your life, you have to think that not only you, many thousands of people have the same, like you have the problem, have difficulties, all have like that. I know that the whatever problems comes in your life, you will see this as a very big problem. Whatever the problems comes in the other life, you might not feel that's a big, but the every problem is a big to the person who have to face it. So that's why you have to think that whatever the difficulties and the problems comes, you have to think that not only you, all of the people have the difficulties, all of the people have the challenges. You have to think that way. You have to change your perspective towards the problem. Điểm thứ hai khi mà chúng ta phải đối mặt với những cơn căng thẳng để vượt qua nó thì khi mà mình gặp cái vấn đề nan giải hoặc là khó khăn hoặc thử thách trong cuộc sống của mình thì mình hay nghĩ rằng không phải chỉ có riêng bản thân mình gặp khó khăn mà trên thế giới, trên cuộc đời này những người khác, hàng ngàn người khác cũng phải gặp khó khăn, cũng phải đương đầu với lại khó khăn, thử thách của họ. Cho nên là khi mà mình gặp khó khăn thì mình nghĩ rằng cái vấn đề khó khăn của mình đó là một vấn đề thử thách lớn lao. Nhưng mà khi mình thấy được khó khăn của người khác
thì mình nghĩ rằng cái khó khăn thử thách đó nó chẳng lớn chút nào, nhưng mà điều đặc biệt ở đây rằng cái khó khăn thử thách đó nó chỉ lớn đối với cái người đang đối diện với khó khăn đó thôi, còn khi mình nhìn khó khăn của người khác mình thấy khó khăn đó chẳng lớn chút nào cả. Cho nên để mà vượt qua được khó khăn, để mà không bị căng thẳng, không chịu áp lực nhiều, thì điều đầu tiên mà mình cần làm đó mình hãy nghĩ rằng không phải chỉ có riêng mình gặp khó khăn mà người khác cũng có khó khăn của họ, ai cũng phải đương đầu với khó khăn của bản thân họ. Cho nên để có thể vượt qua được những căng thẳng khi mình đối diện với lại khó khăn thử thách bằng cách là mình hãy thay đổi cái quan điểm nhìn của mình, hãy thay đổi cách nhìn nhận khó khăn của bản thân mình. So today in this week, you remember the one thing. There's the one saying, remember the saying. That saying, I like it very much. Saying is like that. Problem is not problem. Perspective towards problem is problem. Cho nên trong tuần này thì chúng ta hãy nhớ đến một câu nói, đây là một câu nói mà tôi rất thích. Câu nói đó chính là những khó khăn đó thật sự không phải khó khăn, mà mình cách mình nhìn nhận những cái vấn đề khó khăn đó mới chính là những khó khăn của bản thân mình. Yeah, so remember that this week that problem is not problem. Perspective towards your problem is problem. Problem might be small, but when your perspective towards a problem is not very good or not very right, you will see that small problem as a big problem. So first, when to overcome the stress, the second step is that you have to change your perspective towards problem. Best way of the changing the perspective towards the problem is whenever you have the difficulties and problem, you have to think that not only you, there are the many thousands of people having the same as like this problem and the difficulty as like you. Do đó bằng cách chúng ta hãy luôn nhắc nhở bản thân mình về câu nói đó, các cái vấn đề khó khăn nó không thực sự khó, nhưng mà cái cách mình nhìn nhận những cái vấn đề đó mới khiến mình cảm thấy khó. Cho nên để không phải chịu áp lực và căng thẳng nhiều từ những cái thử thách trong cuộc sống của mình, thì mình hãy thay đổi cái quan điểm, cách nhìn nhận những cái vấn đề của mình trong cuộc sống. Bằng cách thay đổi những cái quan điểm đó thì mình sẽ dễ dàng mình vượt qua được những căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống của mình. Làm sao để thay đổi được những quan điểm đó? Bằng cách là mỗi khi chúng ta gặp khó khăn hoặc là thử thách thì mình hãy nghĩ rằng không phải chỉ có bản thân mình mới gặp khó khăn và những thử thách đó, mà trên thế giới này, trên cuộc đời này cũng có hàng ngàn người, cũng có rất nhiều người khác, họ cũng gặp khó khăn, họ cũng gặp thử thách giống như mình, hoặc là họ cũng phải đang đối mặt với những khó khăn, thử thách của bản thân họ. Okay, and this week, now what you have to do is at least spend the 10 minutes on the meditating on the breath. You don't have to spend the 10 minutes with one time. You can spend maybe 1 minute break into the 10 times. You can do that. And the second thing is, I just remember my note that the problem is not problem. Perspective towards problem is problem. Và trong tuần này thì các bạn hãy thực hành thiền, hay phải cố gắng duy trì tính liên tục của cái bài thực hành thiền của mình. Mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng thực hành thiền trong vòng 10 phút. Mình không cần phải thiền liên tục trong 10 phút, mà mình có thể chia nhỏ ra, có thể mỗi lần mình thực hành 1 phút và mình thực hành 10 lần như vậy thì sẽ đủ 10 phút. Và hãy luôn nhớ đến câu nói của tôi khi nãy, đó là khó khăn không thực sự khó, mà cái cách mình nhìn nhận những cái vấn đề khó khăn đó mới khiến cho mình cảm thấy khó. Okay, thank you very much. Today I will stop here. Thank you very much. Hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, và thứ sáu này thì ban tổ chức sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một cái link để mình có thể gửi các câu hỏi đến cho thầy. Bởi vì trong quá trình mình thực hành có thể mình sẽ có những thắc mắc, thì thứ sáu này sẽ có một cái link, các bạn có thể gửi câu hỏi đến thầy, và trong buổi kế ở tuần sau thì thầy sẽ trả lời những thắc mắc đó trong thời gian cho phép. Cảm ơn.